chiếu bài khoải. Bây giờ hãy nghe cách nói từ nghìn trong tiếng Trung. Chiên, chiên. Hãy thử nói một nghìn. Y chiên, Một nghìn tệ. Y chiên khoải, y chiên chén. Hãy thử nói hai nghìn. Lạng chiên Lạng Hãy chú ý, số 2 đi với hàng chục, hàng trăm đọc là ở như 20, 200 đi với hàng nghìn đọc là lạng. Hãy tiếp tục nói ba nghìn. San chiên Chín nghìn Hai Lẻng chiên Trong tiếng Trung, mười nghìn không đọc là sứ chiên mà đọc thành một vạn. Một vạn chính là mười nghìn. Hãy nghe cách nói vạn. Vạn Vạn Một vạn Ý vạn Ý vạn Hãy nói hai mươi nghìn hay hai vạn. Lẻng vạn hay chú ý đi với hàng vạn cũng đọc là lẻ. Lẻo vàng ba mươi nghìn hay ba vạn san vạn, san vạn, hay nói bốn vạn tệ hay bốn mươi nghìn tệ sư hoàng khoải sư hoàng khoải chiến chín mươi nghìn chiếu mười một nghìn, nguyên văn là một vạn một nghìn một vạn mười hai nghìn nguyên văn là một vạn hai nghìn một vạn mười 000 nghìn nguyên văn là một vạn năm nghìn ý hoài ủ chiên ý quả ngủ chiên Hay nói mười 000 nghìn tệ hay một vạn năm nghìn tệ ý vạn ủ chiên khoải ý quả ngủ chiên chén vạn hay một trăm nghìn thứ thử nói 200 nghìn nguyên văn là 20 vạn, 20 vạn, năm trăm nghìn, nghìn, trăm nghìn, năm 90 Bây giờ hãy nói 700.000 tệ. Chia vạn khoai. Bây giờ hãy nghe từ Việt Nam Đồng. Việt Nam tuần. Việt Nam. Tuần. Việt Nam tuần. Việt Nam tuần. Yue Nán Tuần. Khi hai bên đã ngầm hiểu đây là Việt Nam đồng, bạn có thể dùng từ tuần để chỉ tiền Việt Nam, ví dụ 2.000 đồng. Lẻng chiên tuần Lẻng chiên Yue Nán Tuần 10.000 đồng hay một vạ Yuan Yue Nán Tuần Yuan Tuần 10.000 mười hai nghìn Việt Nam đồng hay một vạn hai nghìn Việt Nam đồng, Ý vạn hai nghìn Việt Nam năm nghìn Việt Nam đồng, Việt Nam hai mươi Việt Nam đồng. Lãng hoàn tuần. Lãng hoàn Việt Nam tuần. 50.000 Việt Nam đồng, nguyên văn là 5 vạn đồng. Ủ hoàn tuần Ủ hoàn huyền án tuần 100.000 đồng, 十万盾，十万越南盾，二千米元，二十万越南盾，二十万盾，五百美元，五十万盾，五十万越南盾。 bây giờ hãy nghe cách nói một triệu trong tiếng trung một triệu từ với hàng một trăm vạn y pái oản y pái oản một triệu việt nam đồng nguyên văn là một trăm vạn việt nam đồng y pái oai nguyên án tuần y pái tuần hai triệu 两百万，两百万，还就得两百万块，两百万块，八九得三百万块，三百万块钱，拿就得。 ba mươi ba khoai. bây giờ hãy nghe cách nói mười triệu nguyên văn là một vạn y triệu vạn y triệu vạn hãy thử nói hai mươi triệu nguyên văn là hai nghìn vạn lẻng vạn vạn 二两千万越南盾，两千万越南盾，八十二，三十二，五千万九十二。七 Chiều chiên triệu Chiều chiên chín mươi triệu Việt Nam đồng, Chiều chiên triệu Việt Nam đồng, Chiều chiên Việt Nam đồng, Bây giờ triệu hàng trăm triệu trong tiếng Trung Y Y âm Hán Việt là ức 100 triệu nguyên văn là một ức ýi gì, hai trăm triệu, năm trăm triệu, hú bây giờ là một tỷ, nguyên văn là mười ước, shi

玛丽要买汉日词典吗？玛丽要买汉日词典吗？玛丽要一本小词典吗？玛丽要一本小词典吗？他买的词典多少钱一本？他买的词典多少钱一本？ 玛丽有零钱吗？玛丽有零钱吗？你有零钱吗？你有零钱吗？你有一千越南盾吗？你有一千越南盾吗？你有五千越南盾吗？ 你有五千越南盾吗？你有一万越南盾吗？你有一万越南盾吗？一万一千越南盾越南语是多少钱？一万一千越南盾越南语是多少钱？ 两万越南盾越南语是多少钱？两万越南盾越南语是多少钱？十万越南盾越南元是多少钱？十万越南盾越南语是多少钱？十五万越南盾越南语是多少钱？ 十五万越南盾越南语市多少钱？你有二十万越南盾吗？你有二十万越南盾吗？你有五十万越南盾吗？你有五十万越南盾吗？ 一百万越南语是多少？一百万越南语是多少？八百万越南语是多少？八百万越南语是多少？一千万越南语是多少？一千万越南语是多少？1, 五千万越南语是多少？五千万越南语是多少？一亿越南语是多少？一亿越南语是多少？bài hôm n a